Tất cả chúng ta đều biết rằng các cặp vợ chồng có hạnh phúc hay không đều liên quan đến tình dục. Và chuyện tình dục không được thỏa mãn cho nhau thì các cặp vợ chồng hay lục đục với nhau. Và đôi khi các cặp đôi tan vỡ là vì chuyện tình dục không hòa hợp với nhau và không phù hợp với nhau vì cái chuyện tình dục này. Thì làm sao để hòa hợp và làm sao để thỏa mãn cho nhau? Và các cặp đôi nào đang gặp trục trặc về cái chuyện chăn gối, đặc biệt là các anh nam giới đang bị suy giảm ham muốn, không cương cứng tốt trong cái quá trình sinh hoạt tình dục và không đáp ứng được cái nhu cầu tình dục cho cái người bạn tình của mình và không thỏa mãn được cho cái người bạn tình của mình và không làm cho người bạn tình của mình lên đỉnh vì cái cậu nhỏ của các anh không cương cứng lâu được, không cương cứng suốt cái quá trình mà các anh sinh hoạt tình dục. Thì cái sản phẩm ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các anh để cho các anh cương cứng lâu hơn và cương cứng tốt hơn và cương cứng lâu nhất trong cái quá trình mà các anh sinh hoạt tình dục. Các anh cương cứng kém là do cái lượng máu lưu thông ở cái cậu nhỏ của các anh rất là ít và cái lượng máu bơm về cái cậu nhỏ của các anh không được nhiều và cái lượng máu giữ ở đó không được lâu. Thì cái sản phẩm này đó là kẹo sâm ông ngậm bà khen, kẹo sâm Hummer đến từ Malaysia với công nghệ sản xuất của tập đoàn Sinogera của Mỹ. Dòng sản phẩm này thì có lẽ là rất là nhiều các anh biết đến về dòng sản phẩm này vì đã được rất là nhiều các anh nam giới sử dụng. Tại vì kẹo này đã có năm thứ 11 rồi và đã giúp được rất là nhiều các anh nam giới cải thiện cái chuyện phòng the, giúp được rất là nhiều các anh nam giới giữ được cái phong độ đàn ông của mình trên cái chuyện giường chiếu. Và sản phẩm này nó sẽ kích thích cơ thể của các anh sản sinh cái hormone sinh dục nam giới, đó là hormone testosterone ở nam. Nam giới là có hormone testosterone, nữ giới thì có hormone estrogen. Đó cho nên khi mà một trong hai giới thiếu lượng hormone này thì sinh lý đều bị suy giảm đi. Đó, cho nên khi mà cơ thể của các anh bị thiếu lượng hormone testosterone thì khi mà các anh sử dụng cái sản phẩm kẹo ngậm tăng cường sinh lý này, nó sẽ giúp cơ thể của mình sản sinh một lượng hormone nhất định ha, tăng cường cái lượng máu lưu thông về cậu nhỏ của canh khi mà canh có ham muốn, kích thích cơ thể của mình có ham muốn hơn, giúp cái lượng máu lưu thông về cậu nhỏ của mình được nhiều hơn, đã cải thiện cái sự cương cứng và giúp cho canh có cái sự ham muốn nhất định. Và một viên kẹo này nó sẽ kéo dài công dụng cho canh từ 1 đến 2 ngày. Đó, khi mà canh đã giữ được cái phong độ của mình rồi thì sản phẩm này là một lựa chọn cho các anh. Tại vì là thành phần của nó nha, nó chiết xuất từ nhân sâm, đặc biệt là các loại sâm là Simonorium và các loại enzyme, đường mạch nha, tinh chất từ trái lựu, nó sẽ giúp cải thiện cho các anh về cái chuyện phòng the cực kỳ tốt. Khi mà chuyện vợ chồng mà cơm không lành canh không ngọt thì cái chuyện mà vợ chồng lục đục với nhau thì không hạnh phúc, không vui vẻ với nhau, đúng không ạ? Thì những cái chuyện mà vợ chồng hay kình cãi với nhau thì thường hay xảy ra. Đó cho nên là các anh phải làm sao mà ông bà ta hồi xưa hay có câu á, vợ chồng cãi nhau thì thường là lấy con cu làm lành, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này thì khi mà các anh bị yếu nè, đó, các anh bị yếu thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho các anh cương cứng tốt nè, để làm lành với vợ là một cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho các anh làm lành với vợ của mình và giúp cho cái chuyện vợ chồng của mình được răng long đầu bạc với nhau và hạnh phúc phúc bên nhau là nhờ cái sản phẩm này, là một bí quyết của các anh để vợ chồng với nhau hạnh phúc bên nhau. Đó, cho nên là khi mà các anh cảm thấy mà cái sinh lý của mình đang bị yếu dần đi ha, không còn phong độ được như cái thời trai trẻ và cái sinh lý của mình và cái lượng hormone của mình suy giảm là theo độ tuổi, theo năm tháng, theo cái áp lực công việc ha, theo gánh nặng của gia đình thì cái sinh lý của mình chắc chắn là nó sẽ bị suy giảm đi, đúng không ạ? Thì các anh cần phải bổ sung theo cái độ tuổi, theo cái sức khỏe của mình. Đó, cho nên để giữ lửa hạnh phúc của mình, không chỉ nữ giới mà các anh nam giới cũng phải chủ động giữ lửa hôn nhân, giữ lửa cái chuyện phòng the của mình. Ngoài áp lực cuộc sống ra thì tất cả phụ nữ đều biết được là các anh nam giới cũng là rất là cực khổ. Ngoài cái công việc của mình ra thì cái chuyện phòng the của mình, các anh cũng là một người chủ động ha, cũng các anh cũng muốn khẳng định mình là một người mạnh mẽ trên chuyện phòng the của mình thì các anh phải sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ cũng như là hỗ trợ phụ giúp cho các anh trên cái chuyện giường chiếu của mình. Thì không ai nghĩ là cũng mình cũng không nghĩ là mình sẽ bị yếu trên giường, nhưng mà một ngày nào đó các anh cũng phải bổ sung cho cái sức khỏe của mình ha, cũng phải
giúp cho cái chuyện hôn nhân của mình nó được viên mãn nhất ở ngay cái độ tuổi về cái tuổi 40 mấy là bắt đầu, 30 mấy là bắt đầu là mình đã bị yếu dần đi và mình bị thiếu những cái dinh dưỡng cho cái cậu nhỏ của mình rồi, thì mình phải bổ sung cho lúc nào mình phải khỏe mạnh và mình phải ghi điểm ở bà xã với vợ và với người yêu của mình ha. Đó thì sản phẩm này bên em có bán lẻ cho các anh dùng thử 5 viên ha, hoặc là các anh mua nguyên một hộp các anh để dành, nhưng mà em khuyến khích các anh nên mua lẻ để các anh dùng thử cảm nhận về cái kết quả của cái sản phẩm này. Nếu như dùng không có hiệu quả thì em cam kết bao đổi trả hàng cho tất cả các anh dùng đó, vì chất lượng của bên em là bao đổi trả hàng cũng như là quyền lợi của tất cả các anh khi mua hàng ở bên em đó. Mua hàng bên em là cam kết bao đổi trả hàng tại địa chỉ số 29 đường A4 phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và nhớ số điện thoại mua hàng của em 0975418007 đó. Thì bên em là có địa chỉ rất là rõ ràng và quyền lợi của khách hàng là em đưa lên hàng đầu. Nếu như sử dụng không có hiệu quả em bao đổi trả hàng, và em lúc nào cũng đưa quyền lợi tất cả các anh là đưa lên hàng đầu khi mua hàng tại bên em. Và em chúc tất cả các anh chị có được một đời sống tình dục viên mãn và gia đình hạnh phúc bên nhau nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.